Hai, chào cả nhà mình nha. Thì sáng nay mình có cái này mình ông mà thôi tí nữa mình nói đi. Thì thuốc kích thước bên mình về rất là nhiều ha, thì anh em cần thì alo cho mình ha. Thì mình cũng bán như cũ thôi, là hai gói mình sẽ tặng một gói. Thì mỗi gói như thế này là giá 220.000 một gói ha, chưa bao gồm phí ship nha. Nếu mà anh em mua hai gói trở lên á thì mình sẽ mở á là mình sẽ tặng một gói hai á, anh em không muốn tặng á thì mình sẽ bảo ship cho anh em ha. Chứ nhiều anh em cứ mua một gói rồi anh em kêu bao ship, thì thật sự mình nói á, một gói thuốc mình lời không có bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà bao ship nữa coi như là mình lỗ vốn luôn, cho nên là mình không thể nào mình bao ship anh em được. Cho nên anh em thông cảm giùm mình ha. Thì thuốc á thì mình còn rất là nhiều, kích trứng cũng có nè, rồi thuốc để trong một thuốc này á, thì chỉ gọi là mình cũng chia sẻ rất là nhiều, đó chính là cái thằng gọi là thực phẩm chức năng thôi, không có gọi là nó gọi là thần dược hay gì ha, cho nên em không cảm ha. Thì chủ yếu á, mình dùng để là bổ sung cho con chim của mình nó ok hơn thôi, chứ ngoài ra không có mục đích gì hết, để con chim mình có thể là nó sinh sản. Nhưng mà cái này thì anh em cũng lưu ý với mình là cả hai con cùng ăn ha. Thì cái này mình nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, tại vì cũng có nhiều anh em mới chơi thì cũng hỏi mình, thì cái này thì cho ăn con máy ăn thôi đúng không? Và đặc biệt một cái nữa là có một bạn cũng hỏi mình là khi mà bạn đó dùng thuốc á dành cho những con chim bị phá lông phá đuôi á, thì bạn đó dùng thuốc của mình xong rồi sau đó khoảng 2 ngày thì bạn đó ngưng, thì con chim nó lại tiếp tục nó bị. Thì nói chung là thì anh em chịu khó anh em cho ăn thường xuyên giùm mình cái, đã nó đang bị như thế thì mình cứ ăn đều đều lên để cho nó dư chắc trong người nó là có thể là từ từ sẽ vượt qua ha, có thể là nó đến một mùa lông sau nó mới hết ha. Thì mình thuốc này á thì anh em hỏi sẽ bảo quản bao lâu, thì nói chung là có thể là hơn một năm. Thì ở nhà mình thì xài chưa tới một năm là nó đã hết rồi, còn chừng vài bữa là mình sẽ hết cả ký á. Cho nên là anh em xài anh em cứ đừng có nghĩ là nó lâu hết không dám đâu, anh em nuôi sinh sản là rất là nhanh hết, mình cứ trộn một gói chỉ có 100g thôi, anh em trộn rất là nhanh hết ha. Ok, giờ thì vô vấn đề chính là ở đây ha. Thì anh Trí ảnh có nhờ mình ra giùm một con chim, nó là con như thế này, chim là mỏ trắng, đầu trắng, vai trắng, ngực trắng luôn nha. Đây, con này thì anh em ưng thì anh em gọi mình, thì nói chung là giá nó dưới 70 triệu nha, dưới 70 luôn nha. Đó anh thấy không, đầu trắng, cánh trắng, mình trắng, rồi mỏ lộn nha, ức trắng luôn đó. Anh em nào ưng thì alo cho mình, thì còn không á mình sẽ cho số điện thoại của anh Trí để mình đọc số điện thoại của anh Trí luôn cho anh em gọi dễ. Mà thôi gọi mình đi, tại vì mình cũng sẵn là vài bữa mình sẽ xuống đó, ức trắng ngực trắng luôn nha. Đó anh em ưng thì alo cho mình ha, thì nói chung là giá dưới 70 triệu nha, anh em nhớ giùm mình ha. Nói chung là nó dưới 70, không phải là 69999 nha. Dưới giờ đó luôn. Anh em ưng thì alo cho mình. Thì con này thì gen này là gen đột biến rất là mạnh nha, tại vì bố mẹ nó cũng là gen như thế này. Còn anh em không tin đó thì để khi nào mà mình xuống anh Trí á thì mình sẽ quay cho anh em xem trực tiếp hơn. Cái này thì chỉ là cái video anh gửi cho mình thôi. Mỏ trên dưới lọt hóa hang, đầu trắng, ức trắng, hai bên vai trắng. Thì anh em ưng thì cứ alo mình sẽ dẫn tới chỗ cho anh em đi xem và anh em bắt trực tiếp luôn thì nó sẽ ok hơn, hoặc hay mình qua nói qua điện thoại ha. Thì nói chung là con này thì nó quá đẹp rồi nè, anh thấy không, thì mã số nó là MT001 ha. Thì là MT có nghĩa là Minh Trí, thì anh Tý ảnh nói chung là tên ảnh giống y chang mình á, ảnh Nguyễn Minh, mình cũng Nguyễn Minh luôn đó. Nè anh em dòm ha, cái vùng chân này sẽ không kháo được đâu, tại vì bọn chân này hình như là đợt trước mình đặt cho ảnh là nó vừa khích với con chim ha, chim là chim Việt chứ không phải là chim sinh. Đó, cánh nó cũng trắng nữa ha, hai bên vai trắng. Quyền cái yếm nó trắng hết toàn bộ dưới luôn, mà màu như thế này xác định giới tính thì chưa xác định được đâu. Coi chỉ có cái là đem đi xét nghiệm gen thôi, có thể là ra được trống máy ha. Nói chung là trống hai máy gì nó cũng đã ok rồi, gen nó như vậy nó mạnh nó bộc phát ra rồi ha. Thì sẵn đây thì mình cũng còn vài con chim, nói chung là mấy con nhà mình cũng mở lột nhưng mà nó không có ra bông. Anh em là ưng thì mình chia cho anh em luôn ha, thậm chí là ở với lại
một tin hơi buồn, chính là cái ổ ba con kia mình nhìn hồi bữa là có một con trống ha, thật sự nó giờ nó ra ba con má luôn rồi, nó ra ba con mái luôn. Thì để vài bữa nữa nó mổ xong rồi mình sẽ quay ra, nhưng mà thấy như có hai con mổ lột trong đó hay sao á, có một con bông nữa, mình không biết thì sao ha, để mình bắt nó ra rồi mình quay cho anh em, tại hiện tại là nó chưa biết mổ nữa, phải nó biết mổ rồi mình mới bắt là được, chứ cỡ đó mà bắt giờ là khó chậm lắm. Đúng rồi, anh em muốn đặt cái ổ khú kia thì nói chung là giá khú kia nó rẻ lắm, tầm 2-3 triệu một con thôi, không có hơn đâu. Nó không có như khú da bò ha, khú da bò thì còn cao hơn xíu, còn khú đó thì nó lai rồi, nó là con bò lai với lại cái con trống bạch hầu bông đầu, cho nên là giá nó hơi rẻ ha cho anh em nếu mà anh em chơi dạng thường thôi. Nhưng mà con trống đó thì mua cánh rất là đẹp ha. Còn con mái thì nói chung là hiện tại bây giờ nó mới làm tổ thôi, nó chưa có đẻ, nhiều anh em muốn cọc con đó thì anh em muốn cọc thì cọc thôi chứ không gì hết. Cọc thì alo cho mình, số điện thoại thì mình có ghi sẵn trên màn hình luôn ha, thì anh em cứ alo, còn không thì nói chung là chờ mình bắt xuống á, có con có trứng rồi nó đẻ rồi á thì mới tính, chứ giờ hiện tại bây giờ nó chỉ mới làm mổ thôi, nó chỉ chưa có được phần trăm nào á làm mổ, có thể là nó phá nữa, tại vì con đó là mổ 3 lần rồi, lần này là thứ 3 đó, 2 lần trước nó cũng phá. Và mấy cậu kia của mình thì nó cũng làm rồi nhưng mà nó chưa chịu đẻ, mình không biết lý do vì sao, tại vì có rất là nhiều anh em đặt mình nhưng mà vẫn chưa được, thì khi nào có mình sẽ quay và mình chia sẻ, rồi mình tới lúc đó mình sẽ giao cho anh em, đặc biệt là anh ở ngoài Nha Trang á thì anh thông cảm cho mình ha, tại hiện tại bây giờ nó chưa đẻ nên mình chưa giao được. Thì ảnh đặt mình khá là lâu rồi mà mình không biết ảnh có nô hay không, chứ mình rất là mong gọi là nhanh có chim con, nó cứ là mẫu xong rồi nó quăng xuống, là mẫu xong rồi quăng xuống. Mình không biết thời tiết này thì nó cũng thất thường lắm, cho nên là mình cũng ráng chờ thôi. Đúng rồi, với lại hiện tại là mấy cái chuồng lửa trước này của mình á chỉ còn một cái chuồng lửa, cái con lửa đuôi 24 gần 25 kia á, bữa gớt cọc lao á, nó bị gãy cọc lao do con tắc ké nó vô á, thì nó chưa làm mẫu thôi, còn lại 3 ổ kia là nó làm mẫu hết rồi, giờ chỉ chờ nó đẻ thôi. Ở trên đây thì cái con trống này nó chưa xong lông mà con mái nó làm tổ rồi, mình không biết sao đây nè. Anh trống anh được 2 con lao rồi, là giờ chúng còn là 2 con lao chính là nó sẽ ra ha. Anh rụt 2 con. Anh rớt 2 lao rồi, lao đã mất tiêu ta. Thì nói chung là nó chưa xong lông thôi, nó là anh em với con 24 gần 25 như thế này nè. Anh này thì lót ổ ngon, ok, ngon là đàng hoàng, đàng kia cũng lót ổ rồi. Con máy này nó lót ổ bữa giờ cũng khí thế luôn rồi. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc cái gì tại đây ha, thì anh em nào thích cái con đó thì alo cho mình ha, hoặc là mình sẽ dẫn anh em đi xuống tới nhà anh Trí coi xem và bắt ha.